Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì xin mời anh em cùng trải nghiệm với kênh của mình đến thăm một làng chài giữa lòng thủy điện Sedepok luôn anh em ạ. Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay là một khung cảnh về nó là cực kỳ là thơ mộng mọi người ạ. Đây là sông Sedepok mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến một cái điều phải nói là cực kỳ thú vị, cực kỳ hấp dẫn cho mọi người. Đặc biệt là cái khoảng thời gian cuối năm, đây cũng như là một cái món quà mình dành tặng cho mọi người đấy. Thì mọi người có thể thấy là cái là kia là cái mình hay nói đại là cái bè để cái lồng người ta nuôi cá đi. Nhưng mà cá ở đây mọi người nhé, mặc dù là nuôi để xuất bán, nhưng mà cái con giống ở đây là cái anh ngư dân kia thì anh không mua giống cá mà để anh biết cách dụ cá từ ở sông Sedepok á, xong để nó vào đây, nó trúng ngụm ở trong cái này để khi mà nuôi lên á, lớn lên thì mình mới bán. Thì bây giờ mình vào đây mình xem trực tiếp luôn mọi người nhé. Đây. Đây là cá rô phi mọi người nhé. Thì giới thiệu mọi người đây là anh này tên là anh trưởng. Thì đây mọi người thấy này, camera cận cảnh những con cá rô phi đây luôn. Thì đây bây giờ anh trưởng có thể cho mọi người biết là cái những cái con cá rô phi này là mình mua giống hay là mình tự biết cách để cái con cá này nó bơi vào trong này nuôi bán này nhỉ? Đi vô đây để cho mọi người xem những cặp cá luôn này. Đây này, bắt cá lên này. Đây. Anh trưởng anh có đang bắt rồi. À, là lát nữa là mình sẽ mang cá này mang đi bán. Đúng rồi, đây con cá đây rất đẹp này. Cá to quá. Một con này tầm khoảng bao nhiêu cân này nhỉ? Con bọn này là cái lứa lớn mình bán rồi, còn lứa này chắc được tầm 7 đến 8 lạng một con thôi. Còn lứa lớn nó tầm trên 1 ký một con. Trời ơi. Quá là tuyệt vời mọi người ạ. Nó rất khỏe mọi người. Thì cá rô phi thì mọi người cũng đã biết rồi, nhưng mà đặc biệt là cái cá rô phi mà nó ở ngoài thiên nhiên này, rồi mình nuôi nó ngoài thiên nhiên này luôn, mọi người thấy này. Đây là sông Sedepok. Mình nuôi theo kiểu này là ăn rất là ngon mọi người ạ. Mình sẽ vô tận bên trong này luôn cho mọi người xem này. Lâu lắm rồi mình mới được trải nghiệm lại cái cảm giác cá rô phi nhiều như đến mức độ như thế này. Rất đẹp và rất đã luôn mọi người. À bây giờ là mình bắt đi để mình bắt mình bán này. Mình cũng xuất thân từ nông dân mọi người. Trên những cái bè như thế này, nhưng mà ở bên kia thì họ cũng
nuôi cá điêu hồng mọi người nhé. Nhưng mà ở đây thì chỉ có một mình anh Trường biết cái cách dùng cá ngoài thiên nhiên về trong người nuôi để bán thương phẩm thôi. Tại vì những cái con cá này nuôi vào thiên nhiên và cái giống của nó cũng xuất thân từ thiên nhiên nên là cái chất lượng thịt của nó rất là ngon, rất là dai. Là lồng cá điêu hồng mọi người nhé. Những lứa cá thì tầm khoảng vài tháng nữa mình mới xuất được. Hiện tại thì cái kích cỡ với trọng lượng của nó chưa đủ để xuất hàng. Tự nhiên đã không không chưa được bóc anh em nhé. Buổi chiều cứ chiều là để cho cá ăn. Là cá rô nuôi tự nhiên mọi người nhé. Đây là cá không mua giống ấy. Bên cạnh đây là cá điêu hồng mình mua giống để nuôi nhé. Còn đây là cá rô phi không có mua giống mà là cá của môi trường tự nhiên. Tự nhiên mọi người nhé, mình có cách để dụ cá rô phi vào á, thì đây là cái lồng của tự nhiên này. Một cái khung cảnh rất là nên thơ đây mọi người ạ, rất là đẹp luôn. Giữa lòng thủy điện có một làng bè nổi và đây là cuộc sống mưu sinh của rất nhiều người, họ đến từ những cái vùng quê khác nhau đó và họ có một cái mong muốn là làm sao để có thể làm giàu được. Và một cái nội dung mà mình muốn truyền tải đối với mọi người ấy, là làm sao để cái anh Trưởng anh ấy bắt được cá ngoài tự nhiên vào để quay và mình bán mà không cần phải mua giống ấy. Thì nhiều người rất là tò mò và muốn tìm tòi để có thể hiểu thêm. Thì bây giờ anh Trưởng có thể chia sẻ cho mọi người được biết là mình đã dụ cá ngoài thiên nhiên như thế nào không anh Trưởng ha? Cái nhu
cầu cá giờ càng ngày nó càng cái đòi hỏi cao á, cái cá rô mà ngoài tự nhiên á, thì chất lượng cá của nó vừa ngon vừa thơm vừa dai hơn, nên là mình mới tìm cách là mình bắt những cái con cá tự nhiên đó xong rồi mình nuôi, mình sau rồi mình xuất mình bán, thì mình tự tìm hiểu thôi chứ còn không có ai bày cả. Khi mà mình làm lưới nuôi cá ở đây á, thì cũng nhiều người nói là có cái lượng cá rô vô nhưng mà nó cũng ít thôi, thế là mình tìm hiểu, mình tạo cái môi trường đây, các bạn thấy đây này, đó đây là cái lớp lục bình đây này, mình tạo cái môi trường cho con cá nó ở, cá tự nhiên nó ở ấy, xong rồi là nó sẽ về đây ở nhiều và nó sinh sản ở khu vực này, và cái lượng cá nhỏ nó sẽ ra được, sẽ sinh ra được, và mình sẽ tìm cách mình bắt những cái lứa cá đấy và mình nuôi để thương phẩm của bạn. À, có thể nói là rất là độc đáo. Ở dưới miền Tây thì cũng có một cái anh kia, anh ấy khơi một cái luồng nhỏ nhỏ và anh dụ cá vào, và có những cái đàn cá rất là to, và cá ở dưới đó thì có cả cá thác lác nữa. Còn riêng ở đây thì đa số là cá rô phi, đúng không anh Trường? Đây thì cái khu vực đồng hồ thủy điện này thì nó cũng đa dạng cá, thác lác cũng có, nhưng mà thấy là cái số lượng nó ít nên là mình cũng có bắt để nuôi, nhưng mà nó cái số lượng nó không có đáng kể. Cá lăng cũng có nhưng mà mình nuôi ít, không nuôi nhiều. Và cá mỗi khi mà mình dụ nó vào đây này thì mình nuôi khoảng bao nhiêu tháng là mình xuất bán được anh nhỉ? Tùy vào cái lượng thức ăn mình cho ăn ấy. Nếu mà mình cho nó ăn đều và thường xuyên được tầm 5 đến 6 tháng là mình xuất được. À, và mỗi lần xuất như vậy thì mình xuất khoảng số lượng khoảng bao nhiêu ạ? Thì anh Trưởng có một cái độc chiêu rất là độc đáo, nghĩa là giúp cá ngoài thiên nhiên đây mọi người nhá. Giúp cá ngoài thiên nhiên, họ nó bơi vào cái này này, nó trú ngụ ở trong này. Rồi sau đó thì anh Trưởng sẽ tìm cách nhốt nó vào và nuôi vào trung bình. Đó là một lứa là anh Trưởng xuất đi tầm khoảng được 1 tấn mọi người nhá. 1 tấn ở đây thì có nghĩa là mình nuôi thêm rồi đấy, chứ không mình chưa tính những cái lượng cá giống mà anh Trưởng nuôi. Để cái lượng cá chết nó không gây ô nhiễm, có nuôi cá chê, xong đó là cái lượng cá chết mình bột là dùng cối xay đây này các bạn, đây, dùng cối xay để xay nhuyễn, còn cái khi mà cá chê lớn rồi thì cho nguyên con mà ta ăn luôn. À, đây là cái cối xay, cái nghiền cái cá chết rồi hoặc là mình trộn thêm đồ ăn vào cho cá ăn, giảm chi phí, là mình tận dụng được rất là nhiều nhỉ. Đây là cái đầu cá vào không, đúng không anh Trưởng? Đúng rồi. Cá nó sẽ bơi vào đây. Rồi nó sẽ trú ngụ ở trong những cái cây lục bình ở bên trong mọi người ạ. Đây mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem luôn. Đấy. Cái này là không có lưới mọi người nhá. Hoàn toàn không có lưới. Để cá bơi vào trong này thì nó sẽ có lưới đây. Và lâu ngày thì cá nó sẽ trú ngụ ở trong kia. Và mình sẽ bắt cá lên, mình nhốt ở trong những cái lồng ở bên kia rồi cho cá ăn bình thường. Đây là tự nhiên này, đây là chưa có nuôi gì, nhưng mà có đợt nào mà mình cho nên cám cho nó ăn mà thấy cá nó lên ăn ấy, là có cá vào rồi, còn không thì phải đợi đến mùa sinh sản của nó. Mình cho ăn này không khéo là có cá sấu đây nhỉ. Đấy, phải nói là rất là độc đáo luôn, phải nói là đây là một mô hình, không phải là mô hình đâu mọi người ạ, là một cái cách làm á, cách làm để mình có thêm thu nhập. Có thể nói là người nông dân Việt Nam là một trong những chứa đựng những cái điều mà mình rất là thích thú, đó là họ luôn tìm tòi và học hỏi thêm những cái mới lạ, cái hay á, để họ phát triển thêm kinh tế kỹ thuật. Ở trại của mình á, cái mình thì không nuôi cá đâu anh em ạ, mình thì nuôi chim bồ câu, mọi người cũng biết cái điều đó mà. Mình đây là mình như mình nói là mình sẽ làm những cái video để cho anh em thưởng lãm thêm. Thì mình năm nay thì mình cũng sẽ đi rất là nhiều đối với những cái ở những cái vùng miền của Việt Nam này, để có thể truyền tải thêm cho mọi người, là cho mọi người xem thêm những cái hình ảnh thật là độc đáo, để thấy là Việt Nam mình có những cái rất là hay ho. Đất nước Việt Nam mình rất là đẹp, và những cái người Việt Nam mình thì cũng có
những cái gọi là đáng tự hào. Đấy. Mình rất là thích đi những cái địa điểm lại như thế này. Và mình sẽ quay video lại để cái gì cho anh em xem thêm. Và mình cũng hy vọng là anh em sẽ tiếp tục đồng hành mình trong năm 2021 này. À, cá đây mình bán hết rồi anh. Là vườn dưới lượng cá rô đem vào bán. À. Ở dưới cái lưới này còn một cái lưới nữa là còn một lượng cá ở dưới nữa, khi mà cá đấy thì mình để thành cá lưu.